tuyệt đối không được nhai, nghiền hoặc bẻ nếu thuốc có những ký hiệu sau đây. Thứ nhất, DR, thuốc phóng thích chậm. Đây là dạng thuốc đã được các nhà bào chế có những can thiệp đặc biệt nhằm trì hoãn thời gian giải phóng dược chất sau khi uống thuốc. Thứ hai, thuốc giải phóng kéo dài. Những dạng thuốc này thường có những ký hiệu như sau: R-XR, SR và PR. Đây là những dạng thuốc đã có những can thiệp đặc biệt nhằm giải phóng dược chất một cách từ từ với nồng độ ổn định theo thời gian. Và cuối cùng, thứ ba là CR, thuốc phóng thích có kiểm soát. Đây là dạng thuốc mà khi uống thì một phần dược chất sẽ được giải phóng ngay lập tức và một phần còn lại sẽ được phóng thích một cách từ từ với nồng độ ổn định trong máu. Ưu điểm của các dòng thuốc giải phóng biến đổi là: thứ nhất, giảm được số lần uống; thứ hai, nâng cao hiệu quả điều trị; thứ ba, giảm thiểu được tác dụng không mong muốn; và cuối cùng là tác dụng trực tiếp vào mục tiêu điều trị. Nhược điểm: giá thành cao, khó xử trí khi quá liều; và cuối cùng là khó kiểm soát được liều lượng uống. Lưu ý, tất cả các dạng thuốc giải phóng biến đổi đều không được nhai, nghiền hoặc bẻ viên thuốc. Việc làm này có thể phá vỡ cấu trúc thuốc, khiến cho dược chất giải phóng một cách ồ ạt và nhanh chóng, từ đó làm tăng nguy cơ quá liều và ngộ độc. Like và share page Central Pharmacy để cập nhật những thông tin y dược nhanh và chính xác nhất. Central Pharmacy, thuốc nào tốt, chúng tôi đều có.